Đợt leo thang mới nhất trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được cho là một tin tốt đối với Việt Nam và một số nước hưởng lợi từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực lên Bắc Kinh bằng một loạt thuế mới, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế và truyền thông quốc tế. Từ rạng sáng ngày 10 tháng 5, Mỹ tăng thuế từ 10% tới 25% đối với 200 tỷ đô la trị giá hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Bắc Kinh liền công bố kế hoạch tăng thuế nhập khẩu từ 5% đến 25% đối với 60 tỷ đô la trị giá hàng hóa của Mỹ kể từ đầu tháng sau. Sự tương đồng với Trung Quốc như lực lượng lao động có kỹ thuật ngày càng tăng, giá lao động cạnh tranh và sự ổn định kinh tế là những yếu tố khiến Việt Nam trở thành đích đến lý tưởng cho các nhà máy sản xuất, theo nhận định của giới phân tích. Và xung đột thương mại Mỹ-Trung đã đẩy các công ty ra khỏi Trung Quốc hướng về Việt Nam, theo tạp chí Forbes. Một cuộc khảo sát gần đây của Phòng Thương mại Mỹ ở Quảng Đông cho thấy các công ty của Trung Quốc đang mất dần thị trường, đặc biệt là về tay các công ty Việt Nam. Nhưng để tận dụng tốt cơ hội này, tiến sĩ kinh tế Phạm Đỗ Chí, người từng làm việc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cho rằng Việt Nam phải cải thiện những luật lệ ngăn cản đầu tư, tăng cường thêm chuỗi cung ứng toàn cầu trong nước và tăng cường công nghệ phụ trợ.